tam độc là ba thứ ác độc mang đau khổ đến cho con người, phá hoại mọi hạnh phúc an vui của con người. Theo thứ tự thông thường của nó là tham, sân, si. Song đặt đúng trật tự từ gốc ra ngọn phải nói si, tham, sân. Si. Si là si mê, không biết đúng lẽ thật giả, không nhận ra phải trái, không thấy được tà chánh, ngu tối mờ mịt là tướng trạng của si. Cái si mê căn bản nhất là nhận lầm thân giả dối, làm cái ta chân thật, tâm sanh diệt làm cái ta vĩnh cửu. Nơi ta đã nhận lầm thì đối tất cả đều lầm, phát sanh bao nhiêu thứ tội lỗi về sau đều gốc từ cái lầm này mà ra. Thân là tướng duyên hợp hư giả, mà lầm chấp thân mình thật. Đã thấy thân thật rồi, sanh bao nhiêu thứ bảo vệ, gìn giữ, nuôi dưỡng, tô điểm cho thân, giành giật đuổi bắt tìm cầu cho được những nhu cầu mà thân đòi hỏi. Nhưng không bao giờ có sự thỏa mãn của bản thân, vì nó là một thứ ghẻ lở, càng được lại càng đòi hỏi. Chính nó là cái gốc của lòng tham vô tận sau này. Lầm chấp thân là thật thì mọi sự vật lệ thuộc về thân cũng thấy là thật. Do đó, chẳng những lo tìm cách bảo vệ thân, cũng lo tìm cách bảo vệ những vật lệ thuộc. Chúng ta cố gìn giữ thân mình, cố tìm kiếm những nhu cầu để thỏa mãn thân mình, cố bảo vệ những sự vật lệ thuộc về mình, kẻ khác cũng thế. Ai cũng muốn thỏa mãn, muốn bảo vệ, xong mình được thì kẻ khác phải mất, đó là chỗ đụng nhau của con người. Nhân loại tranh đấu nhau để được từng mảnh vụn vật chất, gốc từ chấp thân thật phát sanh. Bởi cho thân là thật, một khi nó sắp hoại thì mọi sợ sệt lo âu không sao kể hết. Về tâm, cho những thứ suy tư nghĩ tưởng cảm xúc phân biệt là tâm mình thật. Song những thứ ấy là tướng duyên theo bóng dáng trầm cảnh, chợt có chợt không. Bỗng sanh bỗng diệt, không có thực thể cũng không có lâu dài. Bám vào cái giả dối tạm bợ ấy cho là tâm mình. Khi đã chấp là tâm mình rồi, mình nghĩ cái gì cũng cho là đúng. Mình tưởng cái gì cũng cho là hay. Mình phân biệt điều gì cũng cho là phải. Bảo vệ ý kiến mình, chống đối ý kiến kẻ khác. Nếu sự chống đối của một cá nhân với một cá nhân là ý kiến bất đồng trong phạm vi cá nhân, nếu sự chống đối của quần chúng này với quần chúng khác là tranh đấu ý thức hệ, bất đồng ý kiến là mầm đau khổ triền miên từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Nhưng mà ý kiến làm sao đồng được, bởi mỗi người sống trong mỗi môi trường khác nhau, sự huân tập hấp thụ khác nhau, kể cả những chủng nghiệp của thời quá khứ cũng khác nhau. Đương nhiên, vọng tưởng tâm thức phải khác nhau. Bởi những thứ ấy do huân tập mà có nên, những thứ bất đồng ấy là không thể tránh khỏi. Thế mà chúng ta lại bảo thủ ý kiến mình là đúng, kẻ khác ắt cũng nhận ý kiến họ là đúng.
hai cái đúng sẽ là gốc đấu tranh. Nếu nói thẳng, ý kiến không có đúng chỉ vì phù hợp với một số người nào, với khoảng thời gian nào, đến những kẻ khác và thời gian khác là sai. Vì thế, người cố chấp ý kiến mình đúng, quả thật là họ đã sai. Càng cố chấp, càng bảo thủ ý kiến mình là nguyên nhân đau khổ trầm trọng của con người. Chỉ khéo léo dung hòa buông xả để cùng vui vẻ với nhau là người khôn ngoan nhất. Tham. Do chấp thân là thật nên khởi tham lam mọi nhu cầu vật chất cho thân. Lòng tham là cái hang không cùng, là cái túi không đáy, cho nên không biết đến đâu là đủ. Không có, tham lam muốn có. Đã có, tham lam muốn thật nhiều. Càng được lại càng tham. Tham mà không toại nguyện liền nổi sân. Quả thật, tham là nhân đau khổ vô hạn. Con người đến khi sắp tắt thở vẫn chưa thỏa mãn lòng tham. Tham có nhiều loại. Tham muốn thân này sống mãi không chết. Người ta coi cái chết là một họa hại tối đại của con người. Thế nên thăm hỏi nhau, chúc mừng nhau, người ta luôn mồm một câu khỏe mạnh, cầu sống lâu trăm tuổi. Bởi có ám ảnh mình sống lâu nên kinh doanh, sự nghiệp đuổi theo danh vọng, mê say sắc đẹp, thích uống ăn ngon lành cho thỏa mãn thân này. Vì sợ chết nên người ta luôn tránh né tiếng chết. Dù cho đến khi bệnh ngặt sắp chết, đi mua hòm vì vẫn nói nhắc cái thọ. Sự thể tham sống đầy ngập nơi con người. Có những người mang thân sống một cách đau khổ, đen tối, mà nghe nói chết cũng sợ sệt. Song có sanh nhất định phải có tử, là một định án không thể di dịch, làm sao tránh được. Chỉ có sợ chết mà không biết đường tránh, đây là nỗi khổ tuyệt vọng của con người. Vì tham sống lâu nên người ta muốn được nhiều tiền để đảm bảo đời sống. Muốn được tiền của nhiều, người ta phải tranh đua, giành giật với nhau. Đã là tranh giành thì kẻ được, người mất. Kẻ được vui cười, người thì mất tức tối. Vì thế, người càng được nhiều thì thù hận càng lắm. Có khi trong lúc giành giật, chỉ nghĩ phần được về mình, người ta đã càng lấn, dẫm đạp lên sanh mạng kẻ khác. Cho nên, cái được của người cũng là mồ hôi, nước mắt của người. Người tham tiền của nhiều thì đau khổ cũng nhiều. Bởi vì đâu phải muốn là được, phải lao tâm, nhọc trí, phải tốn hao bao nhiêu sức lực mới được. Đã được lại sợ người ta phá, tìm mọi cách gìn giữ, bảo vệ, nhưng có khi nó cũng ra đi. Khổ công quá nhiều mới được, được rồi lại mất, thật là đau khổ vô kể. Danh vọng là những hạt nước long lánh được ánh sáng mặt trời. Người thích những danh vọng cao sang, nhưng khi nắm vào tay, nó liền tan biến. Song người thế gian nào có biết chán, cứ một bề ngó lên, được một bậc lại muốn lên một bậc. Chính vì tham lam mong muốn, người ta phải chạy trọt, cầu cạnh, bợ đỡ những người có khả năng nâng mình lên. Mong cầu mà được, người ta lại thêm mong cầu. Mong cầu mà không được, người ta phải khổ đau sầu thảm. Danh vọng là miếng mồi ngon, nên ta mong ước
kẻ khác cũng mong ước. Nếu ta nắm được nó trong tay, thì kẻ khác cũng tìm đủ cách để gỡ ra. Vì thế, người xưa đã nói, càng cao danh vọng, càng dày gian nan. Ít có người ngồi trên chiếc ghế danh vọng được an ổn suốt đời. Song vì tánh cách hào nhoáng của danh vọng hấp dẫn mọi người dán mắt vào đó không biết mỏi, đuổi bắt danh vọng như những đứa bé đuổi bắt bóng, cuối cùng chỉ chuốc lấy sự mệt nhừ. Chỉ ai khôn ngoan khéo léo biết dừng, người đó sẽ được an ổn. Sắc đẹp cũng là một thứ men say, khiến nhiều người mê đắm, đeo đuổi. Bao nhiêu danh từ hạnh phúc, yêu đương êm tai, ngọt dịu, thúc đẩy khách si tình chìm sâu trong biển ái, rốt cuộc chỉ là những ảo tưởng đảo điên do con người điên đảo bày biện. Hạnh phúc là chiếc mặt nạ của khổ đau. Một khi lột chiếc mặt nạ ấy ra, liền lộ nguyên hình đau khổ. Nhưng con người là bệnh nhân của sắc dục. Mặc dù biết nó là đau khổ, mà họ vẫn la cà bê bết, không chịu tránh xa. Người ta đuổi theo sắc dục không khi nào biết chán. Nhưng người khát uống nước muối, càng uống càng khát. Nó mang lại họa hại cho bản thân chóng tàn cỗi, lại thêm nhiều sầu thảm khổ đau. Đam mê sắc dục là người tự phá hoại sinh mạng của chính mình. Những thức ngon, ăn uống chỉ có giá trị khi còn tại lưỡi, nuốt qua khỏi cổ nào có ra gì. Thế mà người đời vì miếng ăn giành giật nhau, giết hại nhau. Tốn bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu sức lực chỉ vì một món ăn ngon. Hôm nay thích ăn món này, ngày mai đòi ăn món nọ. Sự thèm khát đòi hỏi thôi thúc người ta phải khốn khổ, nhọc nhằn suốt đời. Rốt cuộc, một đời sống chỉ vì nô lệ cho cái lưỡi. Dù có người bảo rằng ăn uống bồi bổ sức khỏe con người cần thiết cho sự sống, song chúng ta chỉ cần ăn những thức ăn có đủ sinh tố, nuôi dưỡng cơ thể là tốt. Đừng cầu kỳ món ngon vật lạ, đừng đòi hỏi trả phụng khô lân. Biết chọn thức ăn đủ dưỡng thân này khỏe mạnh là đúng, chớ để cả đời nô lệ cho cái lưỡi. Lại có lắm người cứ thích nhàn rỗi thành thơi, thong thả qua ngày, chẳng ưng làm lụng việc gì. Họ tự cho thân sung sướng là trên hết, không muốn làm động móng tay. Quan niệm này lâu ngày trở thành lười biếng, hèn nhát. Họ là những khối thịt thường được vứt lên chiếc giường, ném xuống chiếc võng. Cả ngày họ chỉ biết thụ hưởng mà không ưng làm một công tác gì để có lợi cho mình và giúp ích xã hội. Nếu một đời mà sống tập như thế, kẻ đó tự chuốc bệnh hoạn vào thân và vô ích cho xã hội. Càng ở không càng thấy thân lười nhừ nhọc mệt, vì thân này là một cái máy hoạt động. Nếu không chịu hoạt động, máu huyết không được lưu thông, gân cốt không được dẻo dai, là cái cớ để bệnh hoạn. Người cố ở không cho sung sướng, đâu ngờ họ tự chuốc bệnh hoạn khổ đau. Sân. Sân là nóng giận, do tham lam mà không toại nguyện hoặc bị ngăn trở,
liền nổi sân. Một khi nổi sân thì mọi tội ác nào cũng dám làm, mọi khổ đau nào cũng dám tạo. Tất cả sự hung tợn, dữ dằn, ác độc đều do sân mà phát sanh. Sân có loại bộc phát, có loại thầm kín. Nghe một lời nói trái tai, thấy một hành động không vừa ý, liền nổi nóng là ó ầm ầm. Loại sân này rất nguy hiểm, song đối phương dễ thấy, dễ biết. Những điều gì mình muốn được kẻ khác ngăn trở, liền nổi giận, mắt đỏ, miệng thốt ra lời bất hảo, tay quơ, chân múa, toàn thân cử động một cách mất điều hòa. Nếu khi này đối phương nhường nhịn thì khả dĩ dịu lại, bằng không thì cơn ẩu đả khó tránh. Một phen nổi sân là một trận bão bùng họa hại hiểm nguy không thể lường trước được. Mọi hiểm nguy họa hại trong đời sống của chúng ta đều do sân mang lại. Người ôm ấp lòng sân là kẻ chứa chấp rắn độc trong nhà. Tai họa đến một cách dễ dàng chỉ trong giây phút. Có người được sức mạnh dằn ép lửa sân bộc phát, nhưng họ lại nuôi dưỡng nó một cách ngấm ngầm. Khi nghe nói trái tai, họ nổi giận mà ghìm ở trong lòng. Lòng sân này thầm lặng mà ác độc vô kể, vì đối phương không biết được để ngừa đón. Những kẻ có lòng sân thầm kín là con người sâu độc, nguy hiểm. Đây là đống lửa than, khó thấy mà lâu tàn. Người ôm lòng sân như ngôi nhà đẹp mà chứa đầy hơi độc. Những kẻ thiếu tinh tế, nhận xét hời hợt, không sao tránh khỏi bị hơi độc làm ngạt thở. Xong, hại được người chính mình cũng không an ổn gì. Thế nên, sân là mối hiểm họa cho mình, cho người. Mọi khổ đau trong đời này, đến muôn kiếp đều do sân gây ra.